Rồi, chưa? Hai chân của anh là hai con nhé. Hai tay là hai con, hai vai là một con nè các bạn ạ. Hai hông là một con nhá. Đó, giữa tổng cộng là 5 con nha các bạn nhá. Đó, rất đẹp đây. Rồi, chuyển về điểm phúc thử cho vô xem. Chết rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay chủ nhật 22 tháng 10 năm 2023. Anh em chúng tôi hôm nay đang có một cái lễ hội diều ở Phan Thiết. Ngày hôm nay anh em ra rất nhiều loại diều nhá. Có rất nhiều loại khí động học ở trên bãi biển, bắt đầu anh em cho bay. Và đây là mấy con diều lượn, diều đơn. Con này sải cắn tới 2m7 của các bạn đang biểu diễn tại bãi diều của Phan Thiết chúng ta ngày chủ nhật 22 tháng 10 năm 2023 nhé. Hôm nay lễ hội diều thì ra đây chủ yếu là có mấy chiếc đua biểu diễn xe hơi, ô tô địa hình, diều sáo, diều khí động học. Có một con diều đặc biệt là con diều 800m2 của anh em hội diều sẽ biểu diễn, mà mình tí xíu nữa mình sẽ review cho bạn xem toàn cảnh cái con diều 800m2 nha. Bây giờ trước mắt là mình review cái bãi diều đang bay lượn, khoảng vài chục con đang bay ở trên bầu trời đó, các bạn thấy chưa, đang bay rất là ở bầu trời này, thấy sau lưng của mình chưa. Tất cả mấy con diều đang bay đều là diều rất đẹp nha các bạn nha. Đây là ở sau lưng của mình đó, mấy con diều lượn nhá, và con diều cá, diều bạch tuộc, mấy con diều dài 2 mấy mét không nha các bạn nha. Một con rất to, nhìn rất khủng các bạn thấy chưa. Trên bầu trời của chúng ta rất đẹp các bạn ha. Đó, đang bay lên luôn ở sau lưng mình đó các bạn thấy chưa. Quá là đẹp, như là đẹp luôn ha các bạn ha. Tất cả diều đang to các bạn nhìn thấy chưa. Sau lưng của mình rất đẹp nha. Hôm nay chủ nhật nha các bạn nha. Thì anh em ra đây rất đông, từ thành phố Hồ Chí Minh mà bắt đầu ra bãi biển đây biểu diễn mấy con diều để cho các bạn chiêm ngưỡng nhá. Các bạn có rụng đuôi thì nó vẫn là cái con nòng nọc, mà con nòng nọc này nòng nọc đỏ nha. Đó, có hai cái chân của nó, bốn cái chân của nó nhỏ nha. Khi nào một con nòng nọc có rụng hẳn cái đuôi ra thì nó mới là thành con ếch, còn cái con nòng nọc này nó chưa có rụng cái đuôi ra thì nó chưa thành con ếch được. Ừ, để anh tung cái. Đâu, con đang thả gì đó, con đang thả cái nòng nọc đúng không? Con mấy mét? 2m8. Mới về hả? Dạ đúng rồi. Về hồi nào? Dạ vừa hồi chiều nha. Chiều qua hả? Chiều qua về mà ba có la không? Dạ không. Không la hả? 1 2 3 chạy. Bắt lên. Sáo đây. Con này không có sáo, nó 2m8 mới đang ra test thử nè. Ồ, lên cao rồi đó. Xả dây thêm đó. 4 mét. Sao rồi 5 mét mà xả dây nhẹ vậy? Nhẹ. À, hai người đang xả. Nghệ thuật thì nó thả nhẹ. Hai người đang xả dây. Đấy, thấy chưa? Đang hú đấy. Đấy, trưa này cho phụ dư ít. Để cốt leo. Để cho khu lên rồi đó. Này có hai con thôi. Rồi các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ đón xem những video sau của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.